Rồi, xin chào anh em nhé. Nay mình review anh em cái Bardasoft của con Camry Mỹ 2010 nhé. Đây, anh em nhìn nó rõ này, đây nó hơi bị nắng tí. Đấy, anh em nhìn form việc của nó. Trần. Mình trước nhé, mình quay mặt sau nhé, mặt sau thì có thể anh em so nó cũng không được chuẩn đâu, tại vì nó liên quan đến chân chia các thứ này nọ. Anh em mà cần phụ tùng gì cứ Zalo trên mình nhé. Xin chào anh em.